Mới đây, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Phòng vệ Thương mại cho biết, 6 tháng đầu năm, Cục tiếp tục triển khai 3 thủ tục hành chính cấp độ 4, phối hợp với đơn vị chủ trì xây dựng phương án đàm phán các hiệp định thương mại tự do FTA, tiếp nhận và xử lý 4 hồ sơ đề nghị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Cục đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành liên quan triển khai có hệ thống hàng loạt các hoạt động như cảnh báo sớm các mặt hàng có nguy cơ bị nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh phòng vệ thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, xử lý ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại cụ thể. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Cục Phòng vệ thương mại tiếp tục cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tham mưu xây dựng phương án đàm phán các hiệp định thương mại tự do, triển khai thực thi pháp luật phòng vệ thương mại, xử lý các vụ việc điều tra, chống lẩn tránh phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng trong thời gian qua và các vụ việc mới phát sinh. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị Cục Phòng vệ Thương mại nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cần chủ động cải thiện, khắc phục các hạn chế trong triển khai nhiệm vụ phòng vệ thương mại, nâng cao hơn hiệu quả thực thi pháp luật, thực hiện hiệu quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, đẩy mạnh đánh giá các tác động, thiệt hại từ các vụ việc phòng vệ thương mại đối với từng ngành hàng. Thứ trưởng lưu ý, Cục Phòng vệ thương mại phải có sự kết nối, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ Công Thương cũng như phải thường xuyên phối hợp với các bộ ngành khác như Hải quan, Tài chính trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác về phòng vệ thương mại.